Trạm Nghiền Ngẫm xin chào các bạn. Giới trẻ hiện nay đang có một xu hướng mới, đó chính là nhảy việc. Vậy vì sao lại nhảy việc? Liệu đây có phải là một cách để dễ dàng tăng lương, hay vấn đề không chỉ đến từ nhân viên mà còn xuất phát từ cấp quản lý? Hãy cùng Trạm Đọc nghiền ngẫm thêm về chủ đề này nhé. Tác giả Marcus Buckingham cho rằng, cái chúng ta rời bỏ là sếp của mình chứ không phải công ty đó. Trên thực tế, mọi người không bỏ việc vì công ty xấu, họ bỏ vì sếp tồi. Những vị sếp tệ bạc là điều kinh khủng nhất đối với một công ty, thậm chí còn tệ hơn cả sự dối trá. Nhân viên bỏ những vị sếp tồi và những công ty tạo điều kiện cho những người đó làm vương làm tướng. Một người sếp như thế có thể làm thui chột đi cả một thế hệ nhân viên nhiệt thành và tài năng. Không có gì giết chết sự năng động, sáng tạo và khát khao cống hiến của một thế hệ mới bằng sự cay độc và tệ lậu của người làm chủ. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Hiệp hội các chuyên gia hành chính quốc tế, International Association of Administrative Professionals, một vị sếp tồi là một nguyên nhân số 1 khiến nhân viên thôi việc. Mối đe dọa lớn nhất đối với văn hóa của một công ty là một ông chủ xấu xa và độc hại. Tác động tiêu cực đến từ một vị sếp như thế không thể được định lượng được bằng con số như chỉ số KPI hay có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Nhưng những đè nén mà nhân viên phải chịu tạo nên một chi phí ẩn đáng kể cho công ty. Thường thì các nhân viên tài năng bị buộc phải nhảy việc từ công ty này sang công ty khác chỉ đơn giản vì họ cần một sự giải thoát. Sứ mệnh lớn nhất của một người lãnh đạo đó là tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và hợp lý với nhân viên của mình. Khi môi trường thuận lợi, sự tăng trưởng, tiến bộ và năng suất làm việc sẽ tự động tăng. Một khi bạn đã dành rất nhiều tiền và thời gian để đào tạo nhân viên mà kết quả cuối cùng là họ lại dứt áo ra đi, thì đó chính là lúc để bạn tự nhìn lại mình và hệ thống ban lãnh đạo. Có thể đó chính là lý do cho sự quay lưng. Làm việc cho một vị sếp tồi chính là loại khủng bố kinh khủng nhất cả về mặt tinh thần và tình cảm. Thực tế cho thấy rằng có những sự tương quan nhất định giữa mối quan hệ của nhân viên và sếp với các vấn đề khác trong cuộc sống gia đình, bạn bè hay thậm chí là tính cách của họ. Hầu hết, những ức chế và cãi vã trong gia đình và các mối quan hệ đều xuất phát từ một sự căng thẳng trong công việc, mà cụ thể hơn là với sếp. Bởi một nhân viên thì chẳng thể nào trút giận dữ lên người trả lương cho mình, họ buộc phải tìm một nơi khác dễ dàng hơn để giải tỏa những hung hăng đó. Và trong hầu hết trường hợp, gia đình, bạn bè luôn là người phải hứng chịu. Trong bài viết Sếp tồi khiến bạn phát bệnh như thế nào, Ray Williams có nói, một thằng đểu ở nơi làm việc chính là một người đàn áp, làm nhục, làm mất hứng hoặc bỉ bôi cấp dưới và đồng nghiệp. Chiến thuật bẩn thỉu của họ bao gồm những lời lăng mạ cá nhân, xâm phạm vào không gian cá nhân, đe dọa và hăm dọa, cả bằng lời nói và không lời, cười mỉa mai và trêu chọc, sỉ nhục công cộng, gián đoạn thô lỗ, nhìn một cách khinh miệt và bẩn thỉu, đối xử với những người như họ là vô hình và tấn công hai mặt. Có rất nhiều hình thức và sắc thái trong sự xấu xa của một ông chủ, chúng ta cùng tìm hiểu những điều có thể khiến nhân viên phát điên lên vì sếp của họ. Đầu tiên, đó là sự nhập nhằng trong chuyện tiền bạc. Xét cho cùng, nhân viên đi làm chính là vì tiền, vì muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống và phục vụ các nhu cầu bản thân. Bạn có thể đi làm vì đam mê, nhưng chẳng có ai chỉ vì đam mê mà không muốn nhận những đồng lương xứng đáng. Một vị sếp xấu tính luôn tìm cách để trả càng ít tiền cho nhân viên càng tốt, hoặc thậm chí là không trả. Chính là lý do không thể ngụy biện cho sự ra đi của nhân viên. Không nhất thiết nhân viên bỏ việc vì trực tiếp bị nhập nhằng, họ có thể nhìn thấy cái sự thật đó xảy ra với người khác và nguy cơ nó cũng có thể xảy ra với bản thân mình. Sếp xấu tính thì có thể bằng cách này hay cách khác mà nhân viên sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, vì không ai là hoàn hảo và lắm tài thì hay nhiều tật, nhưng khi sếp thiếu sòng phẳng, chẳng có lý do gì để mà tiếc nuối. Biểu hiện thứ hai là luôn đề ra những kỳ vọng phi thực tế, vẽ những bức tranh tương lai đẹp cho nhân viên, nhưng sau đó lại bỏ ngỏ. Một người lãnh đạo tốt sẽ đặt những kỳ vọng đủ cao để thúc đẩy nhân viên của mình, nhưng không khiến họ mệt mỏi và kiệt sức. Thật tốt khi có những kỳ vọng cao từ người khác, nhưng nó phải luôn song hành cùng sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần. Những kỳ vọng không lành mạnh làm biến dạng môi trường làm việc và khiến cho nhân viên trở thành những kẻ vô dụng. Một người sếp tốt sẽ khiến cho nhân viên có thể được phát triển theo nhịp độ riêng của họ, chứ không phải điên cuồng bán mạng chạy theo những chỉ tiêu trên trời. Tiếp theo, đó là những người sếp có tư tưởng cũ và lạc hậu, không cập nhật xu hướng mới. Một con đường cũ sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra một cánh cửa mới, Albert Einstein đã nói. Vấn đề không thể được giải quyết bởi những người ở cùng mức độ suy nghĩ với người tạo ra nó. Chúng ta không thể làm những điều cũ rích mãi được. Những người quản lý chỉ chăm chăm bám víu vào những điều đã cũ, không thể nào tạo được cơ hội phát triển cho những nhân viên cấp tiến và năng động.
Thomas Edison đã nói, luôn có một cách tốt hơn, tìm đi. Một ông chủ tồi luôn né tránh sự thay đổi và thậm chí là làm mất tinh thần nhân viên với những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Soi mói nhân viên là không nên. Sếp tồi thường hay soi mói lỗi lầm của người khác. Họ có một đôi mắt tọc mạch và mù quáng về mặt tâm lý với những điểm tốt của người khác. Không có ai là hoàn hảo, và một khi chúng ta quyết tâm bới móc những lỗi lầm của người khác thì chắc chắn ta sẽ tìm ra nó. Chính người soi mói mới là vấn đề lớn nhất. Chúng ta thường có xu hướng làm việc ít đi và kém nhiệt tình hơn khi biết rằng có ai đó đang quan sát mình bằng một con mắt tọc mạch thiếu thiện chí. Ai cũng sẽ mắc lỗi lầm nên việc thông cảm cho chúng là điều cần thiết. Mahatma Gandhi nói, tự do không mang giá trị gì nếu nó không bao gồm cả quyền tự do phạm sai lầm. Sai lầm là một phần không thể tách rời của việc học hỏi. Khi nhân viên phạm sai lầm, điều mà 100% họ sẽ luôn phải vướng phải. Chúng ta phải khuyến khích họ học hỏi từ nó. Sai lầm mặc dù có thể tốn kém, nhưng cũng có thể được sử dụng như một chìa khóa để đổi mới. Dennis Waitley cũng đồng tình, những sai lầm rất đau đớn khi chúng xảy ra, nhưng nhiều năm sau đó, một tập hợp các sai lầm chính là cái được gọi là kinh nghiệm. Một người sếp giỏi là một người biết sử dụng người đúng chỗ. Đây cũng là cách để tiết kiệm chi phí cho công ty. Miles Monroe đã từng nói, để biết mỗi người nên thuộc về nơi nào, chúng ta cần biết điểm mạnh của họ ở đâu. Sẽ chỉ là những thất vọng dài dài khi bạn tiếp tục đưa mọi người vào những vai trò không đúng với khả năng của họ. Cách dễ nhất để kìm hãm sự phát triển con người là đặt họ vào vị trí chẳng cần đến tài năng và sự sáng tạo của họ. Một người quản lý tốt luôn làm một việc gọi là phân tích sức mạnh và đảm bảo rằng nhân viên được đặt đúng nơi mà điểm mạnh, tài năng và chuyên môn của họ có thể được sử dụng tối đa. Được đào tạo và phát triển luôn là những yếu tố quan trọng khi làm việc ở bất kỳ công ty nào. Vì vậy, leader cần phải chú tâm tới hai yếu tố này. Sir Richard Branson đã từng nói, đào tạo mọi người đủ tốt để họ có thể ra đi, đối xử với họ đủ tốt để họ không muốn làm thế. Một nhân viên chưa được đào tạo là trách nhiệm của người quản lý. Bất kể mức độ không đủ năng lực, đào tạo phù hợp sẽ luôn tạo ra sự khác biệt. Henry Ford đã từng nói, điều tồi tệ hơn cả việc đào tạo nhân viên là để họ rời đi, chính là việc không đào tạo họ mà vẫn có họ ở lại. Bạn không xây dựng một doanh nghiệp, bạn xây dựng con người và sau đó mọi người xây dựng doanh nghiệp. Chẳng đào tạo gì nhân viên nhưng lại mong họ cống hiến một cách hiệu quả chỉ chứng minh bạn là một vị sếp vứt đi. Sự tích cực chính là năng lượng cần được lan tỏa trong mỗi công ty. Một số nhà lãnh đạo chỉ giỏi trong việc kéo những người khác xuống. Họ thiếu khả năng khuyến khích và trao quyền cho người khác. Tom Zidlaw đã nói, những người tiêu cực không muốn các giải pháp. Giải pháp có nghĩa là họ phải làm việc để tìm một thứ gì đó khác tiêu cực. Một số ông chủ tệ lậu chỉ nhìn vào những gì đã sai mà không dành thời gian để thực sự nhìn thấy vô số nỗ lực và hy sinh từ nhân viên của họ. Một ông chủ tiêu cực chính là môi trường tồi tệ nhất ở bất cứ nơi làm việc nào. Đừng trở thành một nhà lãnh đạo bi quan quá mức. Mối đe dọa lớn nhất đối với một tổ chức là một người điều hành bất an. Một vị sếp như thế sẽ luôn luôn ngắt mạch sự tăng trưởng và tiến bộ của cấp dưới. Khi một người sếp luôn lo lắng và không chắc chắn về mọi thứ, mọi người xung quanh sẽ luôn là một kẻ tình nghi. Một lòng tự trọng lành mạnh là tài sản lớn nhất của bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Nó đảm bảo rằng các ông chủ nhìn nhận mọi người như là một cộng sự, chứ không phải là một đối thủ cạnh tranh. Một ông chủ bất an sẽ luôn làm hỏng hạnh phúc của người khác chỉ vì anh ta không thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Những người lãnh đạo độc tài, đây là những ông chủ rất độc hại bởi họ hiếm khi lắng nghe quan điểm và ý kiến cá nhân từ nhân viên của họ. Andy Stanley nói, các nhà lãnh đạo không lắng nghe cuối cùng sẽ được bao quanh bởi những người không có gì để nói. Các nhà lãnh đạo vĩ đại đánh giá cao những phản hồi và chỉ trích. Các nhà lãnh đạo được vây quanh với những người chỉ nói những gì họ muốn nghe, đang hướng đến một cuộc hành trình đi vào quên lãng. Một nhà lãnh đạo vượt ra ngoài cuộc đối đầu sẽ tự hủy hoại bản thân mình. Các ông chủ vĩ đại bao quanh mình không chỉ với những người nói điều họ muốn nghe, mà với những người nói điều họ nên nghe. Các chỉ trích và phản hồi chính là nấc thang trong sự phát triển của những nhà lãnh đạo. Bạn không nên gắn bó với một người sếp có thái độ hống hách, thích kiểm soát và sở hữu. Steve Jobs từng nói, việc thuê người thông minh rồi sau đó bảo họ phải làm gì là điều cực kỳ vô lý. Chúng tôi thuê những người thông minh để họ có thể cho chúng tôi biết cần phải làm gì. Những vị sếp tồi tệ có thể khiến chúng ta cảm thấy bị ngột ngạt và chịu đựng. Các ông chủ thật sự phải cho nhân viên của họ không gian để thở. Nhân viên cần là chính họ và tính cách của họ cần được nuôi dưỡng. Một vị sếp rỡm đời không bao giờ chịu nhả ra dù chỉ một lời khen ngợi với nhân viên. Điều duy nhất họ làm là đổ lỗi.
Những người ác tính nhất thậm chí có thể làm cho bạn tin rằng bạn không xứng đáng, không đủ năng lực và thậm chí không thể tha thứ. Rõ ràng là các nhân viên sẽ luôn luôn đi kèm với những điểm mạnh và điểm yếu. Người lãnh đạo thực sự sẽ tận dụng điểm mạnh của nhân viên trong khi cải thiện những điểm yếu của họ. Richard Branson từng nói, đặt nhân viên của bạn lên hàng đầu, khách hàng thứ hai và các cổ đông của bạn thứ ba. Trong khi khách hàng đảm bảo lợi nhuận thì nhân viên cũng đảm bảo tính bền vững. Khách hàng không nên được ưu tiên, chính nhân viên mới cần điều đó. Nếu bạn chăm sóc nhân viên của bạn, họ sẽ chăm sóc khách hàng. Một người cảm thấy được đánh giá cao sẽ luôn làm nhiều hơn những gì được mong đợi. Ông chủ tệ bạc không bao giờ biết ơn, họ hiếm khi nói những lời cảm ơn với nhân viên của mình. Đừng quên rằng, gia đình là tất cả. Những người lãnh đạo tốt sẽ đảm bảo rằng bạn không hy sinh gia đình để lao vào công việc. Cách dễ nhất để thu phục được nhân viên là thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến gia đình và phúc lợi của họ. Một ông chủ tồi vắt kiệt nhân viên để gây thiệt hại cho gia đình và cuộc sống của họ. Nhân viên sẽ luôn thực hiện nhiều hơn khi gia đình được ưu tiên. Trên đây là những quan điểm của Trạm về các lý do khiến nhân viên nghỉ việc. Bạn có đồng tình với các quan điểm nêu trên không? Hãy để lại comment nha! Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại!